Qua 91 năm, lịch sử hình thành và phát triển của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của nhiều lớp thế hệ đoàn viên thanh niên tiêu biểu để có được nền độc lập dân tộc. Dòng người đổ ra khỏi sân vận động, nhóm người tổ chức meeting nhanh chóng tổ chức tuyên truyền. Cuộc diễn thuyết đang diễn ra thì mật thám ập tới, trấn áp phan bôi. Lý Tự Trọng ngay lập tức xông ra nổ súng để bảo vệ cho đồng chí của mình. Bất lực trong việc dụ dỗ tra tấn mà không thu được gì từ Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 4 năm 1931, thực dân Pháp mở phiên tòa xử Lý Tự Trọng tại Tòa Đại hình Sài Gòn. Lúc này Lý Tự Trọng mới hơn 16 tuổi. Đứng trước tòa, luật sư biện hộ viện dẫn: bị can chưa đến tuổi thành niên, đã hành động thiếu suy nghĩ, vậy xin tòa mở lượng khoan hồng. Ngay lập tức, Lý Tự Trọng gạt phăng lời bào chữa và dõng dạc tuyên bố: tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Chánh án thực dân nhanh chóng tuyên án Lý Tự Trọng tử hình. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, hàng ngàn học sinh sinh viên Sài Gòn đã lấy đường phố làm mặt trận biểu tình đấu tranh. Trong đó, Trần Văn Ơn chính là một trong những người dẫn đầu đoàn biểu tình. Họ bao vây Dinh Thụ Hiến, đòi thả học sinh bị bắt do bại khóa, chống đàn áp, đòi giải tiếng Việt trong nhà trường. Thực dân Pháp và tay sai bao vây đoàn biểu tình, sử dụng dùi cui điện, bắn súng để đàn áp. Trước những hành động dã man đó, Trần Văn Ơn dũng cảm đương đầu với dùi cui, bắn súng của kẻ thù. Trần Văn Ơn lấy thân mình bảo vệ học sinh nhỏ tuổi, giúp nữ sinh thoát hiểm. Khi kẻ thù nổ súng, anh đã bị trúng đạn và hy sinh. Năm ấy, Trần Văn Ơn mới 19 tuổi. Sự hy sinh dũng cảm của anh đã để lại bao nỗi tiếc thương cũng như niềm tự hào cho thế hệ trẻ Việt Nam. Anh trở thành một biểu tượng đẹp đẽ cho lớp lớp thanh niên Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam bao đã rồi khắp nơi, đến với người tươi bơi dành cuộc sống ngàn tươi. Hãy để tôi nhìn lần cuối cùng mảnh đất thân yêu của tôi. Hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Việt Nam mỗi năm. Gái hồng nhan bạc phần, em bỏ đôi má đào thơ thần. Dư buồn xuân hỡi buồn, nhà năm gian thông thấy con cùng mẹ. Từ sáng tới giờ, mình không rời vị trí quan sát một phút nào. Nhưng trong đầu óc mình lại là những cảnh của ngày đoàn tụ sum họp. Mình sẽ trở về trách chiêu hương sớ cho tổ ấm gia đình. Ôi, cuộc sống đổi bằng máu xương, tuổi trẻ của bao nhiêu người. Bài ca Việt Nam.